Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn làm cái trang reset password. Có cái layout giống như vậy. Thì tôi cái trang mà reset password thì nó giống với cái trang login. Thì tôi sẽ đi vô cái folder project của tôi và tôi copy cái trang login này ra và tôi sẽ đi sửa code lại. Tôi rename nó lại là reset password. Rồi, tôi sẽ đi chỉnh sửa cái tay này. Tôi mở nút tên tay của cộng này. Ok, thì tôi sửa cái tay tôi cho nó lại. Thì set password. Cái connect bằng activate bỏ cái phần menu login thì tôi sẽ xóa nó đi. Rồi tiếp theo thì tôi xuống ngay chỗ này, chỗ phần section login thì tôi sửa ngay là phần section reset password. Rồi cái chỗ title H3 này thì tôi sửa nó lại là reset password. Nào, tôi sẽ thay thế cái, tôi sẽ để cái title như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi xóa mấy cái thẻ div này đi. Rồi cái chỗ tag này thì tôi sửa lại thành là email. Rồi cái name thì tôi cũng sửa lại thành email. Rồi cái name folder thì tôi nhập là đi input. Do email. Reset password. Tôi sẽ cho nó như vậy. Rồi, là cái cái div có cái tag bằng submit, name bằng submit, connect bằng btn login, cái value thì tôi sửa lại thành send. Rồi, cái div cuối cùng này thì tôi bỏ đi. Rồi, cái div save. Rồi, tôi sẽ nên chỉnh duyệt. Tôi sẽ reset lại và tôi nick cho cái name forgot record. Đó, thì cái nó đã chuyển qua cái sang reset password như vậy. Đó, thì cái form của tôi nó như vậy. Bạn nhớ là ở cái trang login. Cái trang login ở cái phần này. Cái thẻ AHF thì các bạn nhớ link tới cái trang bữa trước thì tôi đã link tới cái trang reset password.html. Đây, đây là cái trang reset password.html này. À, cái trang của tôi hiện giờ nó đang như thế này. Tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết code để mà chỉnh sửa cái style của nó. Thì tôi sẽ vô cái folder layout. Tôi sẽ tiếp tục thì tôi sẽ mở cái file login register.scss lên và tôi viết code luôn cho cái trang reset password style của trang reset password ở trong này luôn. Thì ở đây, đây tôi có cái class là section reset password. Đây cái class reset password thì tôi sẽ viết style như sau. Tôi cũng cho nó extend được cái thằng user form group user form. Rồi tiếp theo tôi cái min height. Tôi cho nó là 550 pixel. Rồi tôi click cho save. Tiếp theo thì tôi sẽ define lại trình duyệt. Đó thì cái trang reset password của tôi nó như vậy. Đó, nó chỉ cần đơn giản như vậy. À, người dùng thì người ta sẽ nhập email ra đây. Sau khi người ta nhập email thì chúng ta sẽ chuyển data về phía server để xử lý, sau đó server sẽ gửi cái email, gửi cái một cái đường link tới cái email của người dùng, rồi người dùng click cho email để mà nhập cái password mới. Thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái trang reset password và tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trang chi tiết sản phẩm. Trước thì cái trang home thì tôi đã hiển thị lên tất cả các sản phẩm như vậy. Rồi bước tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trang chi tiết sản phẩm.
Thank you.